xin chào các bạn mình là Vinh Green và hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn là những sản phẩm công nghệ nào được bán chạy nhất đầu năm 2019 Như mọi người đã biết thì Shopee đang diễn ra đó là ngày hội công nghệ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 Và trong cái dịp này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những sản phẩm công nghệ được mọi người ưa chuộng nhất mua nhiều nhất Và các bạn hãy đoán xem năm sản phẩm công nghệ là gì hãy comment bên dưới trước khi xem video nhé để dành các bạn một tiếng đồng hồ Vâng như vậy là một tiếng đã trôi qua và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào top những sản phẩm được bán chạy nhất Đầu tiên mình sẽ nhắc bạn một chút về ngày hội siêu chính hãng này Đó là các bạn sẽ được miễn phí ra hoàn toàn quốc cho đơn từ 99k 100% hàng là chính hãng này đổi trả trong vòng 7 ngày Đặc biệt với hàng công nghệ sẽ ưu đãi đặc biệt từ các thương hiệu lớn như Samsung, Nokia Và mình sẽ để link ngay tại bên dưới tại Shopee Mọi người bấm vào có thể mua được Điều đầu tiên mà mình sẽ muốn đem với các bạn đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10e và đây là một chiếc máy mà gần như không có ai review, không ai chia sẻ các bạn Bởi vì sao? Nó không được bán tại các cửa hàng bán lẻ phổ biến Như các bạn đã thấy như là thế giới động viễn thông v vân Mà nó đã được bán ở trên các gian hàng online Và Shopee là một trong những đơn hàng đang bán sản phẩm chính hãng này ở Việt Nam Và với chiếc Samsung Galaxy S10e được đánh giá là rất ưa chuộng bởi vì nó có một thiết kế nhỏ gọn cầm nắm tay cực kỳ là đã ngoài ra sản phẩm này thì có màn hình phẳng hoàn toàn thay vì là sử dụng màn hình cong nhiều người là sẽ không thích kiểu cấn cấn mà lúc mà sợ đụng tay vào ấy cả biến vân tay thì cũng là truyền thống đặt ở ngay bên phải bấm vào cực kỳ nhanh và tiện lợi máy sẽ có một cái nút ruồi ở đây ở góc phải này à, cấu hình như vẫn số hàng đầu giống như là chiếc Samsung Galaxy S10 nên thành ra đây là một sản phẩm quá tuyệt vời những ai thích máy gọn nhẹ đẹp mà vẫn là mạnh mẽ luôn Và chiếc máy này cũng được bán tại Shopee Anh em nhớ truy cập vào link bên dưới và để nhận được cái cốt giảm giá là những cái chương trình đặc biệt tại gian hàng của Samsung Sản phẩm, phẩm, thứ hai là mọi người rất ưa chuộng đó chính là những bộ phát wifi thì các bạn thể lựa chọn những bộ phát như 3G hoặc 4G phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ như đây là một bộ phát 3G của TP-Link thì TP-Link là một nhà sản xuất rất là nổi tiếng việc cung cấp những thiết bị phát wifi cũng như router wifi tại gia đình với mức giá hoàn toàn hợp lý. Ví dụ cục phát 3G này là mức giá tầm khoảng 555 000 đồng Các bạn hãy truy cập bên dưới để tham khảo giá cụ thể hơn bởi vì đang còn có cốt giảm giá các thứ nữa. Nó sẽ hỗ trợ tăng tốc độ tải xuống lên đến 21,6 m và tải lên là 5,76 m pin là 2000 mAh cho bạn sử dụng thoải mái ở ngoài trời cho nhu cầu phát wifi. fi uh, rơi vào tầm khoảng là 6 cho đến 7 tiếng. Ngoài ra còn cho phép 10 người truy cập vào cùng một lúc ở trên cái cục phát của TP-Link này. Uh, thiết kế của nó thì vô cùng là gọn và cực kỳ là nhẹ. Uh, trông giống như kiểu là y như một con chuột khi các bạn cầm nắm và có như sử dụng trong tay vậy. Và đó đó là cổng sạc là micro USB khi mà các bạn bóc nắm lưng ra phía sau thì các bạn sẽ tìm thấy được đó chính là cái khay đựng sim rồi như là cục pin ở bên trong của máy nói chung là về rất là cơ bản nếu như bạn nào những nơi mà chưa có 4G thực sự ổn định các bạn thì mua cục này để tiết kiệm còn các bạn cần mà mua cục 4G thì ngay tại shop đang có anh em bấm vào bên dưới tham khảo thêm ngoài cục phát wifi ra sẽ một thứ không bao giờ mà được xem gọi là thiếu đối với những người tiêu dùng điện thoại di đi động đặc biệt là hay di chuyển đó là cục sạc dự phòng riêng nhà mình có tới 5 cục sạc dự phòng khác nhau ở văn phòng thì sẽ có hai cục có dung lượng rất là lớn đây là cục sạc dự phòng Aukey OK với mức giá là chỉ khoảng 279 000 đồng và cục này thì là có dung lượng 10.000 10 mAh đây là một cục sạc dự phòng có sự cái chuẩn sạc mới để phù hợp với các bạn đó là một cổng USB Type C và một cổng A thì các bạn có thể thoải mái sạc cho những thiết bị của mình cục này thì chúng ta thì sẽ cho phép cổng USB công suất 12W sạc được cả smartphone iOS Android và iPad đặc biệt cổng tích hợp công nghệ Air Power đặc quyền từ cái Oki cho phép ổn định điện áp sạc và sạc nhanh hơn 15% cổng tai si là công suất 15 w sạc nhanh cho iPhone. đặc biệt là sạc pin này bằng cổng tay si chỉ mất khoảng 3,5 cho đến 4 giờ để sạc đầy và bảo hành 2 năm 1 đổi 1 ưu đãi của nó thì sẽ chỉ còn khoảng là 279 000 đồng. tức nghĩa là với cục sạc dự phòng 10 000 mà giá như này thì là rất là rẻ để các bạn hoàn toàn có thể thoải mái mua và nhiều sử dụng và sạc dự phòng thì chả bao giờ gọi là thiếu thốn đối với những cái bạn nào mà thường xuyên đi du lịch hay đi ra ngoài. Và nếu mà bạn đã đi hay đi du lịch thì một món phụ kiện nữa thì gần đây là về âm thanh chúng ta có những cái tai nghe có thứ Nhưng loa cũng là một cái món mà được chúng ta rất là yêu thích Thì loa thì có nhiều lắm luôn ấy, nó rất là đa dạng và ở đây thì mình giới thiệu một cái loa để phù hợp cho những cái bạn nào hay đi du lịch là có khả năng kháng nước với tiêu chuẩn IPX7 này và loa của nó là 12W cho cái chất lượng âm thanh về cái âm lượng rất là lớn và cũng như là có công nghệ là bass up để tăng cái lượng âm lượng bass cho chúng ta và cho phép là kết nối hai thiết bị loa cùng một lúc để tạo thành hai channel là left và right pin khỏe sử dụng lên tới 12 tiếng đây là chiếc loa bluetooth của Anker Soundcore Motion B và có mức giá là nó tầm khoảng là 1 triệu 380 nghìn đồng về phụ kiện của Anker thì các bạn đã rất là quen thuộc của nó trên thị trường nhất là nổi tiếng về những cáp sạc pin sạc dự phòng và đối với sản phẩm của loa thì nó đem lại cái chất lượng tương tự như thế về cái độ bền nên mà nó tập trung vào khả năng kháng nước với IPX7 như vậy trong video lần này là mình đã giới thiệu cho các bạn những cái món phụ kiện mà được người tiêu dùng smartphone rất là ưa chuộng chắc chắn đầu tiên là các bạn sẽ thích những chiếc smartphone các bạn mua thì những chiếc S10e thì mình giới thiệu mọi người một cái chỗ có thể mua hàng chính hãng yên tâm chính hãng thì bảo hành khắp nơi trên toàn quốc tại các trung tâm bảo hành của Samsung là các bạn sẽ còn có cơ hội được đổi hàng mới tại Shopee trong vòng 7 ngày các bạn sẽ yên tâm cả về nguồn gốc nữa à, cục phát wifi cũng là ưa chuộng này à, cục sạc dự phòng Uh, cáp sạc rồi cũng như là viện loa đến từ Anker Thế thì ngoài ra các bạn đang sử dụng những phụ kiện nào của điện thoại được yêu thích nữa hãy coi như mình biết Và đây là thông tin đến từ Shopee về những sản phẩm được bán chạy nhất vào những thời gian đầu năm này Và đừng quên truy cập vào link bên dưới để tham khảo chương trình đặc biệt ngày hội công nghệ của Shopee uh, Các bạn lưu ý là diễn ra trong một thời gian ngắn hạn thôi Nên người ta phải nhanh tay mới mua được Hẹn anh em vào các video sau Khoan đã. đấy còn về cá nhân mình thì hay mua nhất xin bốn giờ là mình hay mua đấy cáp lightning là cũng rất hay mua loa bluetooth thì có tận ba cái rồi sạc dự phòng thì có năm cục À mình còn hay mua sạc không dây, mother of god